Đông Bình Dương có lệnh, tha cho tất cả các ngươi. Nếu các ngươi còn chạy trốn, sẽ xử tội chết. Mau thả Cao Dương Dương và An Bình quận chúa ra. Cô cứ ở đây, ta phải đi xử lý và việc của nam nhân với nhau. Hoàng Thúc có thể để con xử lý những lương nô này không? Con nhất định sẽ mướn từ ấy nhân công để bù đắp cho Thúc. Sự việc đã như vậy, con muốn sao thì làm như vậy. Thả bọn chúng ra đi. Đa tạ Hoàng Thúc. Có thể về nhà thật sao? Thật à? Có thể về Đại Lương rồi. Chúng ta tự do rồi. Chúng ta tự do rồi. Đúng vậy, chúng ta tự do rồi. Chúng ta tự do rồi. Chúng ta rồi. Về nhà được rồi. Tự do rồi. Hay quá, cuối cùng cũng được về nhà. Phải, ta muốn về Đại Lương. Lúc về phải ghé qua nhà ta ăn cơm. Chúng ta như dân Đại Ngụy rồi, giờ có thể sống tự do. Cũng may có Cao Dương Dương điện hạ, ngài ấy là người tốt. Ta sẽ bảo mẫu thân nhận ngươi làm dưỡng tử. Thật tốt quá, có thể đoàn tụ rồi, cứ tưởng không được về nữa. Tiểu thư, điện hạ có thả phụ thân ta và tất cả lương nô không? Ngài ấy luôn nhân từ, cũng rất có chữ tính. Thì ra cô ở đây. Lúc nàng ấy gặp nguy hiểm thì cô ở đâu? Cô là hộ vệ kiểu gì vậy? Vì ngươi đã cứu phụ thân ta, là lỗi của ta, xin cam tâm chịu phạt. Thật ra quân Đào không có lỗi, ta đã bảo nàng ấy đợi dưới chân núi. Được rồi quân Đào, lui ra đi. Dân nàng ấy bị sao vậy? Bị bệnh rồi sao hay là trúng ta? Nếu như bình thường thì đã động thủ với ta rồi. Sao nàng ấy dám động thủ với ngài chứ? Ngài là Cao Dương Dương điện hạ mà. Nàng ấy xem ta là điện hạ sao? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta. Như vậy là cô đến đây để tìm ta sao? Là bọn họ hiểu nhầm thôi. Ta biết chuyện lương nô nên mới muốn biết lương nô ra sao. Ta chưa từng nghĩ Đông Bình Dương lại có thể hiểu lầm là ta tới tìm ngài. Cô đỏ mặt rồi. Vết thương của điện hạ sao rồi? Đau thật. Hình như không được băng bó kỹ cho lắm. Để ta xem. Này ngài. Ta. Cô. Sao nữ nhân lại nói một đằng là một nẻo vậy? Sau này lời cô nói một chữ ta cũng không tin. Ta. Cô. Cô. Ta. Chúng ta. Ngươi thấy sao rồi? Chỗ này rất đau. Để ta xem. Từ Cao Dương Dương đấy. Đây. Ở đây à? Đây cầm cái này. Nhẹ thôi. Cố chịu nhé. Đau quá đại nhân. Sao cô lại đánh ta? Điện hạ nói sẽ thả họ. Sao ngươi lại ra tay với họ? Hiểu lầm rồi, im miệng. Cô nóng tính thật. Cứ như là con hổ. Ngươi nói cái gì? Nếu không rạch nát miệng của ngươi, ta không phải quân Đào. Thực sự là hiểu lầm mà. Hiểu lầm cái gì? Ta thấy cả rồi. Có gì cứ nói hết ra đi. Lúc nãy tiểu nhân trèo ra ngoài đã vô tình bị trật tay. Vị này đang trị thương cho tiểu nhân. Cô hiểu lầm vị đại gia tử tế này rồi. Vị này là người tốt đấy. Đừng làm vậy, ta không phải đại nhân gì. Chúng ta đều như nhau, đều là con dân của hoàng thượng. Ta đặc biệt muốn đặt cho cô một cái tên mới. Lão hổ. Cô nghĩ thế nào?
Ngươi đứng yên đó, ta nói cho ngươi nghe. Được. Sao lại đánh ta chứ? Lão hổ à, ta giết ngươi. Đứng lại, lão hổ đánh ngươi. Lão hổ đánh ngươi, ta giết chết ngươi. Đứng lại đó. Tiểu thư đến kìa. Ngươi đứng lại đó. Bái kiến điện hạ. Cô đến đúng lúc thật. Nếu như đến chậm một chút, không biết những lương nô kia sẽ ra sao. Chỉ là trùng hợp. Ta nghĩ những lương nô đó rất đáng thương, nên mới muốn xem họ ra sao. Nếu sớm biết nguy hiểm như vậy, ta đã không đến. Vậy sao? Thì ra cô đến xem lương nô. Ta còn tưởng cô đến vì Tuấn Nhi. Sao ta lại như vậy chứ? Điện hạ nghĩ quá nhiều rồi. Xem ra cô có vô số bí mật nhỉ. Cô khiến ta thực sự hiếu kỳ, không cưỡng lại được đấy. Chắc điện hạ đang đùa rồi. Ta không đùa. Trước đây ta có nói rồi, nếu chúng ta gặp lại, hy vọng có thể trả lời ta. Không biết cô đã nghĩ kỹ chưa? Dị Ương cảm tạ điện hạ ưu ái, nhưng mà Dị Ương thân phận thấp hèn, không dám đèo bồng điện hạ. Cô từ chối ta vì Tuấn Nhi, có đúng không? Không sai. Tuấn Nhi có vẻ ưu thế hơn ta. Tuấn Nhi được phụ hoàng ưu ái, nhưng mà thứ ưu thế này cũng là trở ngại với cô. Cô có nghĩ với thân phận của cô có thể làm Dương Phi của hắn không? Dương nghĩ nữ nhân nên kết hôn vì tình yêu, còn hôn nhân không nên bị xem như một cuộc thương lượng. Ta rất hiếu kỳ, điện hạ không hề yêu ta, chính xác thì ngài muốn gì từ ta chứ? An Bình quận chúa, sao cô lại hạ thấp mình như vậy? Cô thông minh lại xinh đẹp, ta thích cô. Nếu không, sao ta lại phí thời gian nói những điều này chứ? Chân thành không thể giả mạo, điện hạ không lừa được ta. Dù động cơ của điện hạ là gì, e rằng ta phải khiến điện hạ thất vọng rồi. Mong điện hạ đừng nhắc chuyện này trước mặt phụ thân. Ta không tài năng đến thế, tính cách cũng ngoan cố. Ta đã không muốn thì có thuyết phục cũng vô ích. Nếu chuyện này truyền ra có lẽ sẽ tổn hại thanh danh của điện hạ. Điện hạ, xem ra Lý Dĩ Ương không nguyện ý cho người lợi dụng rồi. Quan hệ giữa nàng ta và Thác Bạc Túng không rõ ràng. Nàng ta đã không nguyện ý về phe của ta, sớm muộn gì cũng chống lại ta. Có cần thần tìm cơ hội? Ta thích con cờ này, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Chúng ta vẫn còn thời gian, ta nhất định sẽ tìm cơ hội bắt nàng ta đồng ý. Nhìn xem, họ đến rồi. Đúng rồi, họ đến rồi kìa. Thả bọn họ ra. Dân, chúng ta thực sự có thể đi sao? Có thể đi rồi sao? Tốt quá rồi, có thể đi thật rồi. Cao Dương Dương không nói dối. Ta là con dân đại ngụy rồi. Cuối cùng cũng được về nhà. Các ngươi về nhà đi. Về nhà thôi, về nhà. Ta là con dân đại ngụy rồi. Về nhà thôi. Đi thôi, về nhà. Đa tạ nhé. Về nhà. Phụ thân, đi đi. Bắt lấy chúng.
Sức dân Nam, ta đã trả tự do cho họ. Sao ngài lại kháng lệnh của ta? Thần nào dám kháng lệnh điện hạ? Nhưng không biết không có tội, mong điện hạ thứ tội. Thưa đức, an táng bọn họ tử tế. Cô chính là vị tiểu thư của thượng thư đại nhân An Bình quận chúa Lý Dị Ương sao? Sức dân Nam, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Sức dân Nam, sao ngài dám? Còn không quỳ xuống? Sức dân Nam thân là tướng quân, lại kháng lệnh và giết người vô tội, nên phạt sao đây? Tuấn Nhi à, bọn chúng chỉ là lương nô, cô có nên tức giận đến vậy không? Điện hạ minh giám, không phải thần không nghe lệnh, chỉ là lúc thần trở về kinh thành thì nhận được tin bọn lương nô mà thần bắt được đã chạy trốn, nên thần đã ngày đêm song rủi chỉ để giết lương nô bỏ trốn. Đúng vậy, đó là nhiệm vụ của sức dân tướng quân, con không thể kết tội người không biết. Cho dù phụ hoàng có ở đây, người cũng sẽ không trách tội sức dân tướng quân. Ta nói đúng không? Đứng lên đi. Tuấn Nhi, uống trà đi. Uống trà đi mà. Nhìn kìa, thiếu gia về rồi, mau báo cho phu nhân. Tướng quân, tướng quân, phu nhân, sức dân tướng quân về rồi. Nam Nhi, cô mẫu, cuối cùng cô cũng về rồi. Cô mẫu, sao người bệnh nặng như vậy? Chuyện dài lắm. Có thật là vì Lý Dị Ương như người nói trong thư không? Đúng vậy, a ta đã hại chết Mẫn Phong, còn hãm hại Trường Lạc. Mỗi lần nghĩ tới ta lại muốn giết ả. Từ nhỏ con đã mất mẫu thân, cô mẫu nuôi nấng con. Đối với con, người giống như mẫu thân con vậy. Mẫu Phong và Trường Lạc cũng giống như huynh muội của con. Nếu Lý Dị Ương hại mọi người cũng giống như hãm hại con. Con sẽ không để ả tiếp tục sống trên đời. Người đã vất vả cho ngươi rồi. Ngươi trung thành với sức dân La, nhất định không bị bạc đãi. Tướng quân, mặt của ta từ lâu đã thuộc về sức dân gia, thuộc về tướng quân. Tướng quân, có chuyện gì? Trên người bọn lương nô không thấy dấu chân của Mã Thái Thú. Còn tên lương nô chúng ta đang truy bắt thì sao? Hắn trốn thoát rồi. Trốn thoát? Xin tướng quân tha tội. Một lũ vô dụng. Có thể hắn là hộ vệ bí mật đã hộ tống công chúa Đại Lương trốn thoát. Tấu chương rất có thể ở chỗ của hắn. Ngươi lại để hắn trốn thoát sao? Trường lệnh của ta tiếp tục truy bắt. Chúng ta phải tìm cho ra hắn. Rõ. Phải làm việc thật kín đáo. Chúng ta không được làm lớn chuyện. Rõ. Đông Bình Dương, Thác Bạc Hàng, tìm thấy mỏ bạc, được thưởng 67 mẫu đất và 100 nô bộc. Hâm thử. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ, thần có chuyện khởi tấu. Nói đi. Thần thỉnh cầu bệ hạ bãi bỏ chế độ nô dịch, cải cách toàn bộ hệ thống gia cấp, loại bỏ chế độ nô dịch và khiến mọi người bình đẳng. Sao có thể làm vậy? Đúng. Bọn nô bộc đó sao có thể được đối xử như con dân đại ngụy chứ? Cao Dương Dương, cô đang nói đến việc thúc chí chết bọn nô lệ bỏ trốn sao? Hoàng thúc minh giám, con không có ý đó. Bệ hạ chiến công hiển hách, đã chinh phục tất cả các tộc. Nếu mọi người đều bình đẳng, ta nhất định sẽ thống nhất và đại ngụy sẽ càng thêm hưng thịnh. Bệ hạ, ban thưởng nô bộc cho quan lại và tướng lĩnh luôn là truyền thống của tổ tiên. Nếu con làm thế, cô đang nói tổ tiên chúng ta đã làm sai sao? Còn không có ý đó.
Chỉ là thời thế đã thay đổi, đây không phải cách để ổn định đất nước. Nếu con mới đề nghị bãi bỏ, chúng ta lập quốc giống cách của tổ tiên, sao cứ nói bỏ là bỏ? Nếu không hợp quốc sự thì phải bãi bỏ thôi. Đủ rồi, không thể bãi bỏ luật của tổ tiên. Từ nay về sau, đừng tranh cãi chuyện này nữa. Tuấn Nhi, lúc trên triều, Thúc chỉ đang tập trung vào vấn đề trước mắt, con đừng có để tâm. Hoàng Thúc nặng lời rồi, Tuấn Nhi không dám nhận. Phải rồi, con vẫn chưa chúc mừng Thúc tìm ra mỏ bạc, được Hoàng Gia Gia khen thưởng. Quả thật là cháu ngoan của Thúc. Thúc nhất định sẽ nhớ ý tốt của con. Tiểu thư, sức Việt Nam quay về rồi. Ta e hắn sẽ cố ý hãm hại người. Quân Đào, cô không hiểu sao tranh đấu giữa ta với họ sẽ không ngừng đến khi một mất một còn. Công chúa, Minh Thúc, công chúa, phụ thân, công chúa, ta không bảo vệ được người chu đáo. Đứng lên đi. Ta có thể sống đến bây giờ đều nhờ Thúc liều mạng bảo vệ. Nhất định có ngày ta sẽ tính báo nợ máu với sức dân Nam. Thấy phụ thân bình an, con thật sự rất vui. Chỉ tiếc là những người khác. Quân Đào, thật tốt là con có thể ở cạnh công chúa để bảo vệ người. Con đúng thật là con gái tốt của ta. Phụ thân đừng lo, con sẽ liều mạng bảo vệ công chúa. Phải rồi, phụ thân, chính xác đã xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống rồi nói. Hôm đó ta bị ngụy quân bao vây, bọn chúng tưởng ta đã chết. Thật ra ta chỉ bị thương rất nặng. Đợi lành vết thương, ta quay lại cung tìm tin tức của hai người. Ta cũng muốn xem có cơ hội hành thích sức dân Nam không. Nhưng hắn phát hiện ra, hắn cứ đuổi bắt ta. Ta chỉ có thể lẫn vào dân thường để trốn thoát. Từng nghĩ sẽ gặp người, sao người lại đến đây? Sao lại trở thành An Bình quận chúa? Chuyện đó nói sau cũng được. Mục tiêu bây giờ của ta là đền ơn cứu mạng của Lý Dị Ương, và còn báo thù cho những người thân đã mất. Ta ở lại giúp công chúa. Có một chuyện con không hiểu, tại sao sức dân Nam lại giết bách tính Đại Lương? Những bách tính tay không vũ khí đó không hề đe dọa hắn hay con dân Đại Ngụy. Có lẽ ta biết lý do. Đây là gì? Đây là tấu chương mà Thái Thú giết trước khi chết, cũng là chứng cứ phạm tội của sức dân Nam. Vậy là sức dân Nam muốn độc chiếm mỏ sắt mà hắn tìm thấy ở Đại Lương. Mục tiêu của sức dân Nam là bí mật rèn vũ khí. Hắn muốn phản. Công chúa, người có nhớ cháu của Ngụy Đế nói gì không? Người Bắc Lương đã nổi loạn làm phản, nên mới xảy ra cớ sự. Công chúa, ta nghi ngờ sức dân Nam dù cho chúng ta tội tạo phản và tàn sát để che giấu sự thật về mỏ sắt. Tất cả đều được giữ kín với hoàng đế Đại Ngụy. Sức dân Nam từ cặn bã bị ủi đó. Công chúa, giờ chúng ta phải làm sao? Ta nguyện mang tấu chương dâng lên hoàng đế Đại Ngụy, và trần tội khi quân của sức dân Nam. Thúc vừa tai qua nạn khỏi, ta không thể để Thúc mạo hiểm tính mạng. Trước tiên Thúc đừng làm gì cả. Để ta nghĩ đã. Ta từ lâu đã không màng sự an nguy của bản thân. Tạm thời đừng nói chuyện này. Đây không phải nơi an toàn. Hãy tìm một chỗ ẩn náu trước đi. Ta sẽ bảo Quân Đào liên lạc với Thúc. Vâng, công chúa. Quân Đào, bảo vệ công chúa cho tốt nhé. Tiểu thư, người nghỉ sớm đi. Cô cũng vậy. Dị Ương, Dị Ương, Dị Ương, Dị Ương, Dị
Dị ư? Tiểu Anh, nếu Ngụy Đế thực sự bị Sức Dân Nam che mắt, vậy Thác Bạc Tuấn không phải là kẻ thù của ta nữa. Nam An Dư Phủ. Điện hạ, thần đã theo dõi tên lương nô theo lệnh của người. Vừa rồi tên đó đã lén lút đột nhập thượng thư phủ và gặp An Bình quận chúa. Bọn họ nói những gì? Thần không dám đến quá gần nên không nghe được. Tên lương nô đó võ nghệ cao cường, nhất định không phải dân thường. Tiếp tục theo dõi hắn, chúng ta phải biết thân phận thực sự của hắn. Dân Lý Dị Ương, cô rốt cuộc là thật hay giả? Giữa cô và Bắc Lương có mối quan hệ gì? Ta nhất định sẽ tìm ra sự thật. Sao vẫn chưa cọ sạch vậy? Có phải cô lười biếng không? Ta nói cho cô biết, nếu cô không cọ xong trước khi trời tối thì đừng hòng được ăn. Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, ta móc mắt cô ra đấy. Phim được thuyết minh bởi Aramat Wasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cô xong việc chưa? Ai bảo cô được uống nước? Ta nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không cọ hết thùng phân thì một giọt cũng đừng hòng uống. Nam An Dương Phủ. Điện hạ, hãy truyền tin Đông Bình Dương độc chiếm mọi mặt ra ngoài. Phải đảm bảo truyền tới tai Đông Bình Dương. Dân. Thật lố bịch. Ta đã dâng mỏ bạc mà ta giữ cho triều đình. Bọn chúng lại nói ta chịu tội mới làm vậy. Như vậy chẳng phải tát vào mặt ta sao? Chắc chắn là Cao Dương Dương tung tin đồn. Cũng may là không có chứng cứ, bệ hạ cũng không tin. Nếu không, điện hạ sẽ không còn khả năng thừa kế ngai vàng. Rõ ràng hắn có dụng ý khác. Người bất nhân thì ta bất nghĩa. Đừng trách ta không xem ngươi là cháu. Lý Trường Lạc, đứng lại đó. Cô làm xong việc chưa? Xong rồi. Lại đây. Đổ nước đi. Mama cần gì nữa không? Cô chưa uống nước cả ngày rồi. Đây, ta đặc biệt để dành cho cô đấy. Nhìn cô xem, nước rửa chân của ta ngon tới vậy à? Đây là nước rửa chân ta đặc biệt để dành cho cô đấy. Tiểu thư người quay lại rồi. Tiểu thư, người ăn chậm thôi. Nước rửa chân của ta ngon tới vậy à? Tiểu thư, ăn chậm thôi. Người bị nghẹn sao? Người không sao chứ? Cả người cũng khinh thường ta phải không?
Tiểu thư, nô tỳ không dám. Các ngươi ai cũng là người xấu, ai cũng muốn ta chết. Đây là thức ăn cho người sao? Đây là thức ăn cho súc vật. Mỗi ngày ta phải làm việc như súc vật. Đồ ăn ta ăn còn không bằng cho lợn. Ta là con gái của thượng thư đại nhân, sao ta phải sống như vậy chứ? Tại sao? Ta là Lý Trường Lạc. Ta nhất định không để ai sỉ nhục. Ta nhất định không thể sống thế này. Thoải mái không? Đàn Hương, mang nước cho ta. Này, cô xong việc chưa? Xong rồi thì đến chuồng lợn, dọn chuồng đi. Đó không phải việc của cô sao? Đúng là việc của ta. Nhưng ta muốn cô làm. Cô có làm hay không? Không làm thì không được ăn. Cô còn không giặt chổi lên. Này, ta muốn cô nhặt nó lên. Nhặt nó lên có nghe không? Cô nhìn cái gì? Nhặt nó lên đi. Đúng vậy, đối đầu với ta thì cô được gì chứ? Từ nay Trường Lạc sẽ nghe lời mama. Ta rất ghét bọn thiên kim tiểu thư như cô. Cô chỉ được cái sinh ra trong nhà giàu có, tận hưởng tất cả giàu sang phú quý, không được cha mẹ bảo bọc. Giờ cô còn tệ hơn cả anh mày. Nếu cô thông minh, tốt hơn là học cách khiêm nhường mà sống đi. Tiểu thư, sắp đến mùa thu hoạch rồi, mọi người phải chuẩn bị đấy. Nghe rõ không? Dân, ta nói các cô biết. Mama, không hay rồi. Sao lại hốt hoảng vậy? Một bình rượu 100 tuổi ở sân sau bị mất rồi. Mama, nhìn xem, mất một bình rồi. Tiểu Lan, cô tìm kỹ hết chưa? Ta tìm rồi. Chỉ có người trong trang mới biết về mấy bình rượu 100 tuổi. Ai có thể lấy trộm chứ? Các cô nghe đây, mấy bình rượu 100 tuổi này do lão phu nhân đặc biệt mang theo khi người xuất giá. Lý Thượng Thư đầy đủ 100 năm sẽ dâng lên hoàng thượng. Chúng là vô giá đấy. Nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì thì tất cả chúng ta sẽ phải chết. Các cô nghĩ xem là do ai làm? Là ai chứ? Không phải là đẩy mọi người vào chỗ chết sao? Có nên báo quan không? Phải đấy, báo quan đi. Mama, cô làm gì vậy? Quả sự mama, Trường Lạc có lỗi với bà. Là ta đã trộm bình rượu 100 tuổi đó. Là cô trộm sao? Sao cô lại làm như vậy? Trường Lạc bị ép phải làm như vậy. Là mama này đã uy hiếp ta. Tỉnh Di sao? Cô nói dối. Ta bảo cô làm vậy bao giờ? Được rồi, tiếp đi, nói ta nghe xem. Tỉnh Di mama còn nói, nếu ta không trộm rượu cho mama, mama sẽ không cho ta ăn. Nhưng Trường Lạc đã suy nghĩ rất lâu, là con cháu của Lý gia, sao có thể làm việc đáng hổ thẹn như vậy? Nên Trường Lạc xin được nhận tội. Mama muốn trừng phạt thế nào cũng được. Tỷ tỷ, đừng nghe lời ả ta. Muội chưa từng làm như vậy. Sao cô lại hãm hại ta?
đến phòng nàng ta tìm, là biết ta có nói dối hay không. Ta không trộm rượu, ta không sợ. Nếu đã như vậy, chúng ta xét phòng cô rồi biết. Nào, tìm đi, nhanh tìm đi, tìm thật kỹ vào. Mama, ở đây có ngăn bí mật. Mở ra. Là rượu. Tịnh Di, cái gì đây? Sao có thể chứ? Không phải muội. Xin hãy minh giám. Không phải là muội. Muội không trộm rượu. Tịnh Di mama, ta xin lỗi. Trường Lạc thật sự không thể giúp cô che giấu được nữa. Trường Lạc không thể làm trái với lương tâm. Là cô, là cô đã vu oan cho ta. Là cô. Mama, ở đây còn mấy thứ khác. Tịnh Di, là của cô có phải không? Cái này là của muội. Nhưng mà đây là nơi cô giữ tư trang. Ngoài cô ra còn ai biết được chứ? Ai là vu oan cho cô? Lý Trường Lạc, là cô làm sai chuyện này. Dừng lại. Cho dù Trường Lạc bị đuổi ra đây, nhưng nàng ấy vẫn là con cháu Lý gia, không được đánh nàng ấy. Người đâu, đưa nàng ta ra sân sau đánh vài roi. Dừng. Không phải là ta, ta bị gài bẫy. Ta bị gài bẫy mà. Mẫu thân, con bệnh như vậy, lần này hoàng tộc đi săn, con không thể tham gia. Nhưng bà Trường Lạc, con cứ kiên nhẫn đi, đừng lo. Ta nhất định sẽ nghĩ cách để đưa Trường Lạc quay về. Con vẫn còn một chuyện muốn nhờ mẫu thân. Chuyện này mà thành, con có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Không, tha cho ta đi. Không, tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Được rồi, đủ rồi. Tịnh Di, ta nói cô biết, nếu cô còn dám tái phạm thì không chỉ bị đánh đâu, có nghe rõ không? Ta đi. Tịnh Di, ngươi chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện này đúng không? Là cô, là cô hãm hại ta. Không sai, ta đã sớm phát hiện ra ngăn bí mật của ngươi. Ta đã trộm rượu và vu oan cho ngươi. Quả sự mama sẽ không bao giờ ngờ con gái của thượng thư đại nhân lại vu oan cho một nha hoàng tầm thường. Cô dám làm vậy sao? Cái này cho cái tát khi nãy của ngươi. Người như ngươi mà cũng dám ức hiếp ta sao? Ta nói cho ngươi biết, kể từ nay không ai có thể diễn võ như quay trước mặt của ta. Nếu ai cản đường ta, ta sẽ giết chết kẻ đó. Tiểu thư, là sách dân tướng quân. Biểu ca, cuối cùng huynh cũng về rồi. Biểu ca đưa muội về. Chỉ cần có huynh ở đây, không ai có thể ức hiếp muội. Đông Bình Dương phủ, hoàng huynh đừng lo. Đệ đã đàn áp tin đồn liên quan tới mỏ bạc. Hoàng đệ, đệ thực sự giúp huynh rất nhiều. Huynh bận như vậy, mấy việc nhỏ nhặt này cứ để cho đệ. Quả thật là đệ đệ tốt. Đừng lo,
Huynh nhất định sẽ nhớ những ai trung thành với huynh. Nhưng mà huynh cũng sẽ không nương tay như những kẻ dám đối đầu với huynh. Ai dám đối đầu với huynh chứ? Huynh nghi ngờ những tin đồn đó là do Cao Dương Dương lan truyền. Hắn muốn kéo ta xuống. Tuấn Nhi sao? Huynh rất tốt với nó, sao nó có thể làm ra chuyện hổ thẹn này với huynh? Đúng là biết mặt không biết lòng. Nó lúc nào cũng giả vờ không quan tâm những chuyện này, thực ra đang ngấm ngầm tính kế. Nhưng mà chỉ cần huynh luôn được phụ hoàng công nhận, nó thực sự không thể làm gì. Phải rồi, phụ hoàng rất coi trọng lần đi săn này. Huynh phải tận dụng cơ hội để phô diễn tài nghệ. Huynh không thể để ai tranh sự chú ý. Hoàng đệ nói đúng. Hoàng huynh, trong một cuộc đi săn thì đao kiếm không có mắt. Huynh phải cẩn thận. Đao kiếm không có mắt, ta có thể lợi dụng chuyện đó. Xuất dân phủ. Trường Lạc, mẫu thân. Trường Lạc, mẫu thân. Con cứ tưởng cả đời này không được gặp mẫu thân nữa. Sao con lại gầy như vậy? Trường Lạc, lần này mẫu thân không thể giúp con. Con có ghét mẫu thân không? Lúc đầu con quả thật rất ghét mẫu thân vì mẫu thân không giúp con. Nhưng mà sau đó con nghĩ mẫu thân làm vậy nhất định là vì muốn tốt cho con, nên con không ghét mẫu thân. Con hiểu được là đã không phụ lòng ta rồi. Trường Lạc, con có biết vì sao con phải chịu khổ ở nông trang không? Là Lý Dị Ương, ả ta hãm hại con. Ả ta khiến phụ thân tin rằng con không còn chút giá trị nào trong Lý gia, nên phụ thân mới từ bỏ con. Lại đây, con ngồi đi, đừng khóc nữa. Trường Lạc, con gái thế gia trông có vẻ sực sỡ nhưng lại bất lực theo cách người ngoài khó hiểu được. Con phải nhớ, con phải giữ giá trị của mình. Cho dù là phụ thân con hay người khác, con phải cho họ thấy con là người hữu dụng. Như vậy họ mới ủng hộ con. Nếu con còn muốn dựa vào quan hệ máu mủ này thì những gì con phải chịu ở nông trang sẽ tái diễn trong tương lai. Những ngày đó cứ như ác mộng không chấm dứt. Con không bao giờ muốn quay lại. Kể từ nay, con phải cảnh giác. Con phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động. Hết sức cẩn trọng. Hãy dùng sự kiên nhẫn và khôn ngoan để mài thành một con dao thật sắc. Đợi đến thời cơ thích hợp thì thẳng tay đâm nó vào ngực của kẻ thù. Con hiểu rồi. Nhưng sao Lý Dị Ương đó lại khiến mọi người lo lắng đến vậy? Nghe nói ả ta cũng tham gia lần đi săn này. Trên trường săn đao kiếm không có mắt, việc bắn nhầm mục tiêu nhất định rất thường xảy ra. Lý Trường Lạc giải xuất dân gia rồi sao? Đúng là vậy. Đại tiểu thư cố giết cha, nô tỳ chưa từng nghĩ lão gia sẽ tha thứ cho nàng ta nhanh như vậy. Nhất định là vì xuất dân nam quay trở về. Có lẽ xuất dân nam đã tự đi đón Trường Lạc. Vì xuất dân nam can thiệp, bá phụ mới phải từ bỏ vì xuất dân gia. Tiểu thư đã bỏ nhiều công sức trước khi vị tiểu thư đánh bại đại tiểu thư, nhưng đại tiểu thư lại về sớm như vậy.
Giờ lại có sức dân tướng quân nâng đỡ, Thái tử Phi cũng muốn nàng ta làm con dâu. Xem ra những ngày vinh quang của đại tiểu thư quay lại rồi. Những ngày vinh quang của Lý Trường Lạc, cụ có nghĩ là ngày tàn của ta? Ta nhất định không để lịch sử lặp lại.